Xin chào các bạn, sau đây mình giới thiệu sơ qua về nghề thiện CNC ở Hàn Quốc cho các bạn xem nhé. Phía trước mình là cái thùng phôi tiện các bạn ạ. Đây là phôi tiện. Phôi tiện. Cái này là cái hàng lắp vào ô tô ấy các bạn ạ, gọi là phụ tùng ô tô ấy. Cha tung cha bù phùm. Đây thì hàng này là tiện rồi này các bạn này. Hàng tiện rồi này. Đây tiện xong là mình kiểm tra đây. Chiều cao độ lệch. Đây, cái máy này là tiện cho hai máy bên kia. Đấy, một máy làm cho hai máy. Đây hàng tiện một mặt rồi. Bây giờ mình tháo ra này, mình dẫm vào cái này này, ở dưới đây dẫm vào này, cái này nó nhả ra bỏ ra. Mình thịt thật sạch các bạn nhé, thịt thật sạch. Sau đó mình lắp vào, rồi mình dập chân là nó quặp vào không. Nên mình đóng cửa lại rồi bấm nút. Đấy. Rồi sau đó mình sang bên này là máy tính tiền xăng. Đây là máy da. Lấy hàng ở máy số 1 lắp vào. Mình lắp vào. Mình giữ im, giữ tập cân. Sau đó mình bấm dập chân ở dưới này. Đấy. Rồi mình bây giờ nó bóp chặt rồi, bắt đầu mình nhả ra, mình đóng vào. Bấm nút. Đấy, còn mình lại sang máy này. Đây, máy này cũng tiện xong rồi. Thạch cái khuôn này không là nó dính chít là hỏng hàng đấy. Nó mình lấy hàng mình lắp vào. Sang bên này, bây giờ sang bên này thì máy này chắc làm xong rồi đấy, để làm xong rồi. Bây giờ mình thử chạy cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình bấm nút nhé. Tiện bằng nước bắn lắm các bạn. Nước nó bắn kinh khủng luôn. Thế mình mở cửa cho các bạn xem thôi. Nhưng mà bắn lắm. Bắn bỏng cả tay luôn. Rồi bắt đầu lại sang máy bên này. Bây giờ mình chạy máy này cho các bạn xem nhé.
nước này bắn nắp các bạn phải đóng cửa đấy, mình mở ra mình quay cho các bạn thôi, thì nó bắn nắp bắn khí củi. Con dao làm nhẫn nó đang làm. Không ngồi đây các bạn. Sạch không thì sạch là nó dính cái còn lại à. Đóng cửa lại. Bây giờ đóng cửa lại. Một kiểm tra. Hello. Bên kia là có hai chú em đang làm, hai chú em đang làm cùng công ty đấy. Hello, còn đây là bảng chỉ số đo các bạn, chỉ số đo đấy, bảng chỉ số đo đấy. Còn đây là pro program này, chương trình chạy tự động này đấy. Còn đây là số lượng hàng ra đấy. Đấy, báo hiệu là bao nhiêu giây chạy hàng, chạy bao nhiêu phút đấy.